Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 18. Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng cập nhật để bà con mình biết ha. Thì dự đoán là cũng không có thông tin tốt cho thị trường thanh long Việt Nam. Thì giá thanh long hôm nay cụ thể thì là ổn định so với hôm qua. Tại miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 có giá từ 12 cho tới 13 ngàn đồng, loại 2 từ 6 đến 7 ngàn đồng, loại 3 từ 2 cho đến 3 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng mua xô từ 7 tới 9 ngàn đồng. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 10.000, 9.000 và 8.000, bò sang là 8.000, 7.000 và 6.000, hàng giả có giá là 1.000 đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 có giá từ 11 cho tới 12.000 đồng, loại 2 từ 5 đến 6.000 đồng, loại 3 có giá là từ 1 đến 2.000 đồng. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là bà con có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm nhiều thông tin khác. Xin cảm ơn và kính chào.